Yes. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu chung kết đầu tiên dành cho cặp đôi Chim Sẻ Néo và Mạnh Hào ở trận đấu đầu tiên này thôi. Cố lên nào mọi người ơi. Yes. Rồi, go. Egypt trong tay cái thủ Chim Sẻ Néo. Bên mình là Egypt và Greg, còn đội bạn sẽ là Ia và Min Hoan. BB là người được cầm Min Hoan, còn game thủ Xi Măng là người cầm Yamato. Mạnh Hào vẫn Greg, còn Chim Sẻ là Egypt. Quân này thì tôi đánh giá là đội bạn thậm chí còn nhỉnh hơn bên mình. Với vị trí Yamato trong tay Xi Măng, một đội quân khả năng đột biến. Còn Chim Sẻ Néo này cầm Egypt thì mình nghĩ là chưa chắc đã dám đánh cung. Phụ thuộc rất nhiều vào bài của game thủ Mạnh Hào nữa. Khi mà Mạnh Hào là người cầm Greg, hai trận liên tiếp Mạnh Hào được cầm Greg trong trận đấu đầu tiên. Và quân này thì bạn được đánh giá là nhỉnh hơn rồi. Vâng, đây là Egypt của game thủ Chim Sẻ. Bài đấu mà quả được 6 cây. Mạnh Hào là người được cầm Greg. Những bước đi dò đầu tiên dành cho Greg của game thủ Mạnh Hào. Và có hiệu, xin lỗi, có voi và có sư tử. Một voi hay là một đôi voi thì cũng chờ. Và một nông dân khác được đẩy đi dò hướng lên góc 12 giờ rồi. Bãi vàng đẹp sát mép bản đồ luôn. Có 7 hiệu đây. Khả năng sẽ có một chiếc S nhân đôi ăn cả hiệu và cả vàng hay cả rừng cũng được. Và chuẩn bị câu voi về. Ui ôi, tí nữa thì chết giật rồi. Nhà Mạnh Hào quanh quanh có 3 sư tử thôi. Vâng, voi đang được Mạnh Hào câu về nhà chính cho mình. Hai con sư tử được kê. Vâng, chào anh Tuấn Hoa. 50 điểm lô ạ. À. Vâng, em đã bảo là em không khuyến khích anh em đánh lô mà. Anh em hỏi thích con nào thì em bảo là thích con 12 thôi. Và màn máy của game thủ Chim Sẻ. Bài đấu mà Chim Sẻ là người cầm Egypt và đối đầu với Min Hoan trong tay game thủ BB. Và Xi Măng trận trước ép đời rất sớm và trận này thì Xi Măng tiếp tục cầm một loại quân tuyển. Đó là con Yamato. Ôi rồi bài Mạnh Hào lại thêm hai con sư tử nữa. Nhưng mà thôi không quay ông Hào nhiều sư tử thế. Bài Chim Sẻ Nắng thì cũng chưa thực sự mắc binh. Bãi quả này không biết có ăn hoang, à, xin lỗi là ăn chanh hay không. Đây sẽ là chiếc bếp đầu của game thủ Chim Sẻ. Một voi, một bầy hiêu và một bãi quả. Hai bầy hiêu. Ôi rồi. Và như vậy là chết một dần. Thôi trở lại màn máy game thủ Mạnh Hào. Ép đầu nhân đôi ăn bầy hiêu 5 con. 20/24. Lúa nốt con hiêu này về nào. Đôi sư tử và một con voi nữa ở đây. Bài có vẻ đang hơi xấu nhưng cặp đôi Chim Sẻ Néo và Mạnh Hào ở trong trận đấu đầu tiên này. Trở lại với màn hình máy của game thủ Chim Sẻ Néo thôi. Rồi, đây là chiếc BG dành cho game thủ Chim Sẻ. Và mặt bên kia thì BB còn một vị trí nữa để có thể đóng BG ăn tranh mà thôi. Và vừa rồi là chiếc BG của game thủ BB. Hai bầy hiêu, hai bãi quả, một con voi để Chim Sẻ Néo có thể ép đời với bài đấu cầm Egypt. Khả năng ăn tranh chất được với BB. Có đập dân nữa ạ. Đập lại cho phát nào, như nào. Đập đập lại vấn đề gì đâu. Thôi xuống ăn nốt bầy hiêu này thôi. Vẩy trước một cái bóng BS ra. Đồng bầy hiêu rất to. Và như vậy là BB cũng có bóng BS ở đây rồi. Ok. Và không sờ đến cái bóng BS này. Và nên ăn thêm bầy hiêu nữa. Ăn tránh chất lực với game thủ BB. Mạnh Hào thì vẫn đang miên mài với những con voi của mình. Sẽ quyết định đánh chém. Vâng, kinh đời ở cuối 8 rất là muộn màng khi mà ăn tranh với game thủ BB. Mạnh Hào thì bài 4 voi nhưng mà toàn đồ ăn xa. Bắt đầu xả thịt bầy hiêu này nữa. Một bầy hiêu chỉ có 4 con thôi. Báo về bài Xi Măng chỉ có 7%. Lại một bài đấu nữa mà Xi Măng mắc bình. Buổi tối ngày hôm nay Xi Măng đang cực kỳ gắt ở trong trận đấu đầu tiên. Toàn những bài đấu mắc của mắc.
Vâng, xi măng chỉ có 7% trong trận đấu này thôi. Trận trước 10, trận trước 10%, trận này thì 7%. Vâng, BB 9% á. À. Vâng, mặt máy của Mạnh Hào. Như vậy là anh lên đời muộn hơn kia thủ xi măng một chút xíu. Bài sẽ kích ở trong đầu 10. Kích. Rồi, như vậy là 10-41 dành cho game thủ Mạnh Hào. Và cơ cấu ăn vàng thì được cầm Greg. Đối đầu với Simang là người được cầm Miyamoto. Sẽ thiếu đồ à? Đây là màn máy game thủ chim sẻ BL. Vâng, mới chỉ có 658 thực thôi. Và lại còn gặp sư tử đã đi đập lô thế này. Ăn luôn một sư tử cho nó máu. Chứ nếu không thì không lên được đời. BB còn chốt BB để không cho chim sẻ nắng có đường về nhà. Rất cay. Bảo vệ BB vẫn sẽ đánh cung. Và trở lại mặt máy của game thủ Mạnh Hào. Vâng, đây là Mạnh Hào, anh đang đối đầu với game thủ Simang. Và tạm thời thì Mạnh Hào đang đánh dò thủ. Đối bạn là hai loại quân không có khả năng kháng phủ. Nhưng BB đã tự tin và lên thẳng cung A của Vin Hoa. Và dường như con dò của Simang đã chạy thẳng sang nhà cái cung chim sẻ nắng rồi. Thì biết thằng sẻ nắng lại lên đời muộn. Dò Simang đang chạy thẳng vãi vàng đấy em ơi. Mạnh Hào cũng đã lên đời. 1L nào. Vâng, con giò của Simang lại quay lại nhà Mạnh Hào vào đây rồi. Bãi quả của game thủ BB, đợi ngựa chém thôi. 1P giữa mặt rồi. Không, bị không phát hiện. Chưa kịp bóng nhà gì cả. Rất tỉnh dành cho game thủ Simang. Và các bạn đang có ngựa chém rồi. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Thị Thu Hương đã gửi tặng game thủ Mạnh Hào 100 sao. Xin lỗi, cảm ơn chị, sorry. 22-40 dành cho Mạnh Hào và anh đang đóng 2P và có một chém đi trăm cân của BB. Nhưng mà BB là người cầm Min Hoa. Đuổi theo tên này nào. Vâng, bò kín bãi gỗ thủ 2P. Xin bằng sẽ không dám quay lại khu này nữa. Và đây là nhà của BB. Vâng, lên thẳng thứ 2. Rồi chém đi. Lọt vào nhà BB cho này, nhưng mà BB chưa bánh xe. Và Mạnh Hào cũng vậy, đang thủ 2P rồi em ơi. Và rất nhiều dân của BB bác ra để có thể đập ngựa chém cũng như là ngựa giò của game thủ Mạnh Hào. BB có bánh xe rồi. Cứ chém thỉnh thoảng quay lại phục vụ nông dân lại té. Và công cả phù đây thôi, nâng cấp công nghệ cho phù nghỉ nữa. Đây tiếp tục là những con nông dân của game thủ BB. BB đã trên khoảng gần chục dân rồi. Tham Mạnh Hào đang ở số là 23/52. Tiếp tục là nông dân của BB. BB đã quá hổ báo khi sách nông dân mình ra để đập ngựa chém của Mạnh Hào. Và BB... À, vâng, đấy là chim sẻ anh em ạ. Đây các bạn. Kìa. Yeah. 23/52 dành cho Mạnh Hào và đang có rất nhiều phù. Còn đây là màn máy của chim sẻ. Và có phù thủy bên trong nhà của game thủ BB. Đó mới là vấn đề. Phù cả nông dân rồi. Đây, đây, ra dưới này nha. Dưới này, dưới này. Đây, đây, đứng đây, đứng xe. Có cung A một máy rồi. Vâng, ra chém cung A nào. Vâng, tham lai là 20. Bãi gỗ thì đang bị chém và bãi vàng mất rồi. Vâng, phù được những con cung A đối phương. Vâng, chém cả dân và chém cả quân của đối phương cho này. Vâng, cố gắng ăn bãi vàng này để cho đủ chim sẻ nắng ở nhà bãi gỗ. Chạy luôn. Vâng, sẽ không phải xe nào thôi. Và phá vệ nhanh tay dành cho đủ chim sẻ nắng. Xin cảm ơn anh Hoàng đã gửi tặng Mạnh Hào 100 sao. Vâng, có chém đây không? Phù đi, phù đi. Phù đỏ nào. Chém dân anh ơi, chém dân. Rồi, phù đỏ dành cho cái đủ chim sẻ nắng. Tiếp tục phù thủy được dắt lên. Anh Hào hãy chém dân đi. Và nếu như có chém hết máu thì... Ờ không, như vậy là nó bị đập chết rồi. Vâng, tiếp tục phù cung A BB, nhưng bây giờ thì cung A BB đã tụ lại được. Mà khoai thật và tỷ số là 3-1 trong chiến đấu đầu tiên dành cho BB và Sima. Bài đấu mà chim sẻ lên đời rất muộn. Và chúng ta để thua ở chiến đấu đầu tiên với tỷ số là 1-3. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với chiến đấu thứ hai trong chiến đấu đầu tiên này thôi. Cùng chờ đợi đến với chiến đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Bài của bạn đẹp quá.